Bảnh xin kính chào của chú anh chị và quý khán giả đang quay trở lại với hoàn cảnh của thiếu nữ 27 tuổi. Thì ngày hôm nay thì Bảnh được lời là mời của một ví mạnh thường quân ở bên Úc là nhờ Bảnh mang số tiền đến đây để mà giúp đỡ cho gia đình. Tại vì hoàn cảnh ở đây thì Bảnh chưa có quay lần nào của chú anh chị. Thì vô tình mạnh thường quân xem trên mạng được thì nhờ Bảnh mang số tiền đến đây. Nhờ xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào bên trong để cùng gặp gỡ người mẹ của thiếu nữ mà ra đi mãi mãi. Giờ cô không biết ở đâu không có chú anh chị, nhà thì nhỏ lắm, thấy che cao su. À cô hả? Dạ, con chào cô. À, cho con mượn kẹp này ha. À, cô có phải là mẹ của chị gái mà bị Ngọc. Mất á? À, Ngọc hả? Dạ. Dạ, đây là sao cô? Nhà con của Ngọc. Rồi, ô, mới 15 tháng. Mới 15 tháng hả? Rồi, em bé dễ thương của chú anh chị. Đẹp gái quá. Rồi, cô vô nhà đi con. Bây giờ mất mẹ nó cái nó đâu có biết đâu, lại thầy chỉ cái hình nó. Đây mấy ngày rồi cô? Hôm bữa 29 tây á. À, 29 lễ luôn hả? Dạ, 29 lễ nè. Rồi anh, rồi lý do làm sao mà chạy xe làm sao, tai nạn hả? Không biết chạy xe làm sao mà nó cũng không biết nữa, nghe thì nó con nó bị vậy thôi, tôi cũng không biết nữa. À, rồi anh chồng có bị sao không? Chồng bị gãy, hả? Bị gãy xương đây nè, gãy đây đây. Gãy giò, xương hả? Rứt gân giò. Bây giờ đi chở đi nằm viện, chở đi nằm viện chở này đâu có tiền mổ, người ta kêu bác sĩ kêu mổ là 28 triệu. Anh chồng á hả? Dạ, mổ 28 triệu, giờ này không có tiền, con không có tiền, giờ con nẹp cái con đi. Rồi lại giờ nẹp á thì tới 2 tuần. Rồi bữa giờ 2 tuần mới khám. Sau khi mà học về rồi chị này lúc là mất ở trên bệnh viện hay sao? Mất có chắc tắc độ chắc mất tại chỗ hay gì á. Ồ. Cái trúng ở trong sao ót này nè, có một vít một là cái mình không có gì hết trơn á. Trúng ở sao ót hả? Dạ, sao ót á. Rồi. Cái chạy mới chạy sao đó, không tôi cũng không gần nữa. Đây là hình của chị ấy đó hả? Dạ. À, nhỏ tuổi mà phải không? 27 hả? 27 tuổi rồi. Rồi, của chú chị một rất là khuôn mặt rất là xinh xắn và nhưng mà không may mắn do cái cuộc đời của em ấy. Trời ơi. Nó lo nó vậy nó đi về trên này hôm nó tôi bằng giấy ăn cước đó dạ. Nó chưa có lấy cái anh hai nó thì anh hai đó thì ảnh thì nó đi tới chỗ em cũng đi bị cũng hai vợ chồng nó đi về bên này về đây đi thăm cha tôi với cha nó không có ở chung nhau rồi cha nó ở bên cô nó ngoài Sóc Trăng đó. Tôi nói thôi bây giờ mày mẹ không có giấy chứng minh rồi làm để con gì chính đi về lễ kêu nó lấy cái thằng rể là thôi mẹ ơi để con về con đi thăm cha luôn. Cái nó dị cái nó hai vợ chồng nó đi là con đi tới chiều con về à cái sáng đồng bằng đi về con lấy giấy chứng minh cho mẹ đồng bằng mà đi thăm anh hai cái dục đi cái đi trở về trở lên trển mới tới khỏi Cần Thơ là đi về lễ rồi đi, chạy đi, lên đi trong ngày luôn là nó đi là lúc 3 giờ rưỡi phia ba giờ rưỡi phia về đây chơi về sớm này nhà chơi nè với mợ nó cũng đi bằng về bên bển á cái nó cũng ngồi nói chuyện với mốt cái ngồi là nó điện là mẹ ơi cha không có nhà để chờ cha về hả con đi ra ngoài cha dạ cái con đi về chờ ngoài cha con về luôn cái nó đi ra ngoài nó đi ra ngoài cái nó thăm cha nó rồi cái nó về trở mới tới cái khỏi Cầu Cần Thơ bị luôn à là qua Cầu Cần Thơ là bị tai nạn qua Cầu Cần Thơ bị luôn rồi lúc mà nó lại cha nó cũng điện hả sao lúc đó cô không cản ở lại như là ngày mai hả gì vậy về đây mấy gì mới về cũng kêu nó ở lại chơi đi tối nó về phi nó về nó không chịu ha nó về đi con nó chở tôi giữ chở nè à là con đi trong bây giờ một bé nghe nói là hai bé rồi phải không đứa cháu nội nữa con anh hai nữa à vậy là em Ngọc này là bao nhiêu người con có hai em nói có hai chị em có hai anh em đó con biết rồi ý là con của con nó con đứa nè à mới có một đứa nhỏ này con nhỏ kia thì con của anh hai nó ôi trời ơi
giống nhau y hệt luôn. Cô chú chị xem nha, con của anh hai đó, hồi đó mẹ đã bỏ chưa được 4 tháng, chưa được 4 tuổi nữa, tôi nuôi tới giờ 10 tuổi nữa đó. Dạ. Thì... bây giờ tới nhỏ này nữa. Bây giờ chồng của em Ngọc này là hiện tại là đang ở bệnh viện nào? Bây giờ đi đăng rồi, đi về nhà rồi, về phòng trọ rồi. Về phòng trọ. Phòng trọ rồi phi tối này đi xe đêm về đây, về đây cúng vợ nữa. Là tối nay là phải về đi. Dạ. Bây giờ nó đang nó giờ nó nẹp đỡ. Nẹp với cái xương. Nẹp cái xương rồi. Nó chờ tới 2 tuần mới đi khám lại. Dạ. Yeah. Màu mã của em này đó ở đâu? Ở sao nè. Ở sao hả? Trời. Yeah. Rồi cái cũng đâu không giờ có. Giờ làm hoàn thiện chứ cô? Giờ rồi mới gọi bữa nay. Đâu đâu cô đưa con đi sao được không? Cái đi cái đây nè. Tên gì con quên rồi nãy. Cái em gái này nè. Em Ngọc. À em Ngọc ha. Dạ. Yeah. Ờ mình làm ở gần nhà luôn hả? Dạ đó giờ thấy nè. Có đường đi ra. À, phía xa xa đó hả? Dạ, hồi đó đất tôi có tới cái mấy địa đó hả? Rồi đất đó rồi sao đất rồi, của ai? Ở ngoài của mợ nó rồi mua lại của mợ đó. Mua lại cái miếng đó để dạ, mà... mua lại tới miếng của Dương Hai đó đó. Vậy đâu có đường đi, phải đi vòng. Đây là đường này nè. Đi qua mợ. Có chú ngoại. Rồi chú sau này tiền. Rồi ai mà chăm sóc cho bé nhỏ hay? Cho cô có chồng không? Tôi hả? Dạ. Ông chồng tôi không có ở với tôi rồi, cũng không lâu rồi. Mà tôi với mẹ con đi lên thành phố làm đó. À, hai mẹ con đi lên thành phố làm mà làm. Dạ. Bây giờ con gặp vậy rồi. Dạ, con gặp tai nạn, tùm đùm cho đi lên tai nạn tùm đùm. À. Mã làm dạ. Rồi ha. Dạ. Xong ngôi mộ này phải không? Dạ. Dạ. Người đang cho giáp miếng ganh với mình luôn nè. Dạ. Rồi con không hòa, còn không muốn cho. Dạ. Cái tôi đang nếu mà không cho. Cô tính sao thì sau này khi mà sau này rồi chồng của em Ngọc này nè rồi sau dạ. Này ở đâu? Thì bây giờ nó là mẹ nữa, mẹ về ở với con, nó vậy chứ cũng thời gian chắc cũng quên rồi chú ơi. Không, đây cô qua đây đây. Thời gian quên là sao là mình hai, cũng hai, sợ mình hai cũng này có làm đám cưới không? Có làm đám cưới mà không có về lắm, làm giấy kết hôn. Không có giấy kết hôn? Dạ, giờ nó cũng vậy, còn bên ăn con nó nhập bên hộ khẩu bên này, cũng với bà ngoại. À, là các bé gái này là hiện tại là nhập hộ khẩu bên cô? Dạ. Thì nó cũng chưa nhập đến nay, nó hai chồng cũng không có kết hôn. Không có kết hôn? Dạ. Là làm trên đó là quen nhau? Làm ở đó quen nhau, làm nó tôi cũng chưa biết, nhìn bà Xu nữa, bà Xu cũng chưa biết đây, bạn cũng mới lại đây bà mới biết. À, cũng là chưa? Chưa biết nay rồi. Sau khi vụ việc này xảy ra mới biết phải không? Dạ, rồi thằng trai không có nhà nữa rồi cũng bà cũng không có rủ mình qua bánh chơi, rồi bà cũng nghèo nữa rồi, ai cũng nghèo cũng lo bằng ăn không. Mà tôi mất giữ nhỏ này đâu có đi đâu được đâu. Vậy là cô còn một mảnh đất nhà này thôi phải không? Một miếng đất nhà này. Có khúc đó thì ra đã mua của mợ cho. Rồi bữa giờ là như là tiền đám tang như là sao hả? Còn bao nhiêu không? Có tiền không? Tôi hai tiền tôi ta cũng điếu tôi để tôi xài, tôi lặt vặt tôi trả đồ này kia mướn đồ đó rồi còn cũng cô. Còn giờ cũng còn mười mấy triệu. Dạ, ta giúp cũng ta nhiều. Ta giúp cũng người vài triệu, vài trăm vậy đó, được gom mà tôi không lấy đồng nào hết trơn á, để dạ. Bằng mã cho con. Dạ. Rồi cũng như cái chú ở bên chạy hàng đó, chú Nguyễn chú gì đó, cũng quên tên á. Cái chú đem tiền vô cho làm mã. Đó rồi nó làm ái như cô mặn còn cô thì rồi cô xài đi rồi bữa nay chú đem lại cũng được nãy nó mấy trăm cái quên. Dạ. Bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi dạ. Phải giữ mới nói cái đeo cái quên là sau cuối cùng đó cô đã dành đó rồi thì là tôi không dám lấy tiền nó xài là thì cô xài cái gì cô cần thì cô xài đi. Nói gì nó gửi lại bây giờ tiền của ta cũng nếu còn đó. Còn gạo gì không? Gạo người ta cho ở xóm người ta cho. Dạ, tại vì cũng có Mạnh Thường Quân cũng nhờ con để mà mua gạo nhưng mà nghe nói là gia đình đâu có ăn như đâu. Đó, đám tang xong rồi gạo rất là nhiều, chỉ có hai bà cháu sử dụng gạo rất là ít. Trái cây thì con đi trễ quá, con không có thể mà mua giùm Mạnh Thường Quân để mà lên bàn thờ của em Ngọc được thì con nhờ cô ngày mai đó rồi cô đi chợ sớm như là em Ngọc đó thích ăn những trái cây gì cô mua để lên bàn thờ con. Ha, con nhờ cô chút xíu tại vì con ở đi xe máy có một mình thì không có thời gian để mà mua. Mơ nhỏ cháu đi chợ mới cái mời cũng đi giùm chứ cái mắt nhỏ cũng không đi đâu được. Dạ. Có con cũng nhỏ. Bé có khóc không cô mấy hôm nay? Nó cũng quậy quá trời nên khóc khóc không khóc mà điều nó đi đeo theo đeo có mặn gì được chứ. Nay em Ngọc này được mấy ngày ta? Mơ là 7 ngày. Mơ là đúng 7 ngày. Dạ, cô mơ cũng 7 ngày nữa. Dạ. Trời ơi bây giờ một người mẹ phải nuôi cho được đứa cháu. Bỏ như vậy rồi sau này cô phải chi có người con nào nữa không? Có thì thằng trai ở tù đó. Ở tù chưa ra đó hả? Dạ tới tháng 1 tay mới ra. Dạ. Rồi bé uống sữa hay là ăn? Nó uống sữa rồi cái ông gà về cho ăn cháo nó không chịu ăn. Dạ. Rồi bé rất là dễ thương luôn, mặt sáng láng ha. Mới giấy mẹ nó phù hộ đưa cho nó ăn uống gì. Dạ. Rồi ơi. Chưa biết nói chuyện gì đâu. Dạ, mới có bao nhiêu tháng hả cô? Được 15 tháng. Mới 15 tháng à, hơn 1 tuổi thôi. Dạ. Mới kêu ba vậy. Chắc chưa biết là mẹ bị vậy đó hả cô? Chưa biết. Nó thấy hình mẹ nó biết, hỏi mẹ đâu chỉ hình. À, đâu hỏi thử cô thử hỏi thử coi. Hỏi mẹ anh lại chỉ, mẹ con đâu?
Mẹ đâu? Chị nói kìa, mẹ đâu? Nói kìa quá. Thiệt luôn hả? Nói mẹ đâu? Mẹ đâu con chỉ coi mẹ đâu? Cười kìa thấy phái, nó lấy tay rồi mẹ đâu? Đó. Mẹ đâu con chỉ hả con? Thấy mẹ là phái lắm. À, nó cứ ngồi đó là nhìn hả? Mỗi lần ẩm là đây là nhìn con hình. Đốt nhang lại nhìn. Ờ, mẹ đâu con? Chỉ coi mẹ đâu? Mẹ đâu? Đó là mẹ đó hả? Rồi, bây giờ thì con xin đốt một nén nhang thay Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Dễ mà thằng con trao tiền cho cô để mà dạ. Có tiền để mà trang trải cuộc sống. Mạnh Thường Quân cho thì cô không dám xài gì để dành lên có dạ. Tiền nhà. Nói chung là cô phải con mình có giữ xài tiền gì để mà nuôi cháu. Nếu mà có số tiền nhiều á, cô nên dạ. Gửi tiết kiệm hay làm gì đó. Dạ. Tại vì con trao là con quay video lên đó rồi dạ. Con trao bao nhiêu là dẫn bên đó. À, Mạnh Quân cho chứ không có dám xài chứ hôm nay tiền này cúng điếu rồi đó rồi yeah. Mua rồi lật giặt trả mướn đồ lật rồi trả người ta yeah. Giờ bữa nay cũng còn mấy triệu yeah. Gửi vậy điện về bé mẹ nó đeo dính cô vậy sao đeo cô gì? Như là làm ăn á nấu đồ ăn nữa bởi vì là đem cái bếp ga qua đây này nè út nó không được nữa rồi mượn cái bếp ga mượn út nó bển nó hết bình cái đi bơm ga bơm ga giờ này nấu anh đi tới lu đi không có được gì hết trơn đeo vậy đó. Dạ. Đem bếp ga này qua nấu có chút canh đó bây giờ hết trơn ra. Cô đòi mẹ kìa. Mẹ đâu con? Mẹ nè. Cười. Cười kìa. Trời ơi tội nghiệp quá ha. Cái hồi đó nó đi làm mới có nó sanh mới có 3 tháng rưỡi đi làm rồi đó chú. Em Ngọc đẻ hả? Dạ. Tôi giữ nó tới giờ. Mới 3 tháng rưỡi mà đi làm rồi. Mới 3 tháng rưỡi đi làm rồi là thiếu nợ người ta rồi mẹ ơi nhóc hết trơn rồi. Mình nói vậy rồi nó đi làm. Trời ơi tội nghiệp quá vậy, đúng ra người ta sanh phải 6 tháng mới đi chứ. Bởi vậy người ta nó làm trước, làm đầu làm mới có tuần 3 giờ nó về mới có tuần. Yeah. Cái là thôi mần cho cô không có tiền thôi giờ mẹ nó giữ con đi con mần tăng ca tới 7 giờ. Gắng làm vậy yeah. Mới trả anh thợ ha. Ai ngờ giờ chết còn tiếc 30 triệu. À. Vậy còn nợ là người ta 30 triệu nữa, tiền đó tiền mượn nợ gì cô. Nhưng mà mượn thì không có lời. Mà nhớ quê ăn cho mượn không có lời mượn ở đó đi quê hay là mượn ở trên ở chợ đó như bạn bè vậy đó dạ người xanh nhỏ này cái là nó nghĩ anh chồng nó bằng đâu đủ đâu cái nó nói, mẹ ơi con bằng coi là mày mới 3 tháng đi làm cái gì nó nói mẹ ơi thiếu nợ quá mẹ ơi nhóc hết trơn sao trả cho anh ta mày tới giờ bằng nhỏ ba lớn mà trả chưa đủ dạ trời đánh tiền mà đẻ ra rồi hồi có lúc mà dịch đó rồi nó có bầu nó đâu dám đi làm rồi tới lãnh tiền đẻ đâu có nhiêu đâu đẻ yeah. Nó đẻ ở Xuyên Á đừng à. Ở Xuyên Á rồi hết rồi cái hết nó thay mấy triệu rồi hai mấy tiền cái tiền viện ra bị nó mổ nữa tiền viện tiền ăn uống nó cũng hai mấy triệu ra gia đình cô cũng là bi đát quá ha trời nó tới một triệu hoài chú ơi chồng của cô thì không còn sống ở đây ông đây ổng có mần gì chứ ổng bị cái gì lâu lâu cái hàm bị ông bà gì hàm ổng có mần gì chứ giờ chú ở đâu rồi ở ngoài Sóc Trăng giờ ổng có tôi giái cái tôi cúng và ổng cái ông giờ ổng tỉnh nè tỉnh mà cũng như không có bình thường không ở Sóc Trăng là ở với ai ở với nhỏ em ổng ổng có hai anh em rồi nhỏ này cũng có hai anh em địa chỉ ở đâu cô ở Sóc Trăng tôi cũng không gần dạ người hồi đó ổng phát bệnh tôi ở với ổng phát bệnh lần nhỏ là mất có 20 mấy tháng là bệnh đúng dở già nhà hết trơn luôn dở nhà chứ mấy nhà nước cho cái nhà nè dở tới giờ trai của cô đang chấp hành án là còn mấy tháng nữa còn 9 tháng rồi. 9 tháng nữa nó sẽ tới về tháng 1 tây đó cô có thường xuyên lên xuống thăm không thăm hàng tháng rồi tháng nào thăm không được thì gửi tiền rồi tôi hứa nó tháng này tháng lễ này đi thăm rồi em trai đó anh hay là chị anh thứ hai nó nhỏ rồi có biết cái sự việc vừa qua không chưa đâu dám cho biết đâu rồi là điện. Anh đó trong đó cũng không biết cho luôn. Biết rồi tôi điện người quản giáo đó cho số điện thoại đó yeah. Tôi điện tôi hỏi cái chú này thôi cô ơi ảnh tội nghiệp ảnh yếu đuối lắm mà cho ảnh suy sụp tinh thần tội nghiệp ảnh trời ơi rồi giấu luôn rồi sao rồi gửi tháng này tôi bị hứa lễ để đi thăm nè hồi nhỏ hồi nào giờ chưa đi thăm yeah. Rồi là trước này nó đi thăm anh hai nữa là em chưa em, được em Ngọc này chưa được đi chưa thăm được nữa đi thăm mà trước này đi thăm mà chưa được đi thăm yeah. Thì ngày hôm nay thì con thì chưa có không có quay cái bữa hôn đám tang yeah. Nhưng mà được Mạnh Thường Quân như là xem được clip của anh chị yeah. Nào đó yeah. Trên mạng á rồi yeah. Có nhờ con mang số tiền tới đây là số tiền của cô Thơ bên Úc gửi cho gia đình của cô á là 7.569.000 yeah. Nhưng mà cô có nhờ con mua gạo thì hồi nãy là chia sẻ của cô nói là nhà mình còn gạo yeah. Nhiều rất là nhiều sau khi mà qua đám tang của chị và trái cây thì cô nói là bên đây cũng có một dĩa rồi để ngày mai yeah. Cô mẹ của em Ngọc sẽ mua trái cây khác để mà thay cho cái dĩa trái cây khác cho cô yeah. Thì con thì không có mua được
thông cảm cho con hả cô? Dạ, bạn nó mua lại dạ. Rồi tối. Bây giờ thì cô có thể kiểm tra số tiền là con sẽ đưa cho cô chẳng luôn là số tiền cô Thơ gửi cho cô là 7.569.000. Dạ. Con sẽ đưa cho cô là 7.600.000 chẳng luôn. Dạ. Dạ, cũng như là con đưa cho cô chẳng luôn đi. Cho dễ. Bây giờ cô biết đếm tiền không? Đếm tiền được. Đếm tiền được không? Đếm sắp gì thôi đủ được. Dạ không, không, con làm việc cái đâu đó. Nhỏ này đó, nó việc tiền. Bây giờ con đếm từ cọc cho cô ha. Dạ. Dạ. Thì bây giờ con đếm sắp này là 3 triệu đưa cho cô ha. Dạ. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, là 1 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 2 triệu cô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hay là nhiêu rồi cô? 3 triệu ha. Rồi để con lấy cái phần này, cô kẹp này 3 triệu này vô nè. Đó, 3 triệu. Cô cầm trên tay đi. Tính từ miếng một lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 4 triệu ha. 4 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 6 triệu hả cô? Rồi 6 triệu cô kẹp cái phần này, một cọc là 3 triệu cho giùm con ha. Dạ, còn cái phần này là số lẻ. Đây đây con đếm cái này cho cô luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 7 triệu hả cô? 7 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 triệu 6. 7 triệu 600 yeah. ha. Yeah. Thì là đủ hả cô? Dạ. Yeah. Nè, không cô kẹp riêng cái này là 600 ngàn là. Thì số tiền của cô Thư gửi cho mình đó là 7.569.000. Yeah. Thì con đưa cho cô là 7.600.000. Yeah. Ha, 7.600 đủ với cô. Dạ, cái này cô Thư ở đâu anh Mỹ? Cô Thư ở bên Úc. Dạ, bên Úc. Dạ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị và khán giả, thì hôm nay thì Bảnh cũng thay mặt cô Thư bên Úc cũng đã trao số tiền cho gia đình của em gái 27 tuổi. Như là bị tai nạn mà qua đời, để lại ba đứa con là 15 tháng các chú anh chị. Thì số tiền của cô nhờ Bảnh đem tới đây thì Bảnh cũng đã trao rồi. Một lần nữa cho Bảnh gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các chú anh chị và khán giả. Cô có lời nào gửi tới cô Thơ ở Úc không? Cũng cảm ơn cô Thơ bên Úc cũng trao giúp đỡ tiền này, giúp đỡ gia đình tôi khó khăn. Cũng cảm ơn cô. Yeah. Cô bác hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô nhớ là mua trái cây giùm con ha. Dạ. Với gạo thì khi nào á. Tại vì cô sống một mình như vậy đó. Cô sống một mình thì không có sử dụng gạo nhiều các chú anh chị. Thì bà cháu thì sử dụng gạo rất là ít. Thì ngày hôm nay thì nghe nói là gạo còn rất là nhiều sau khi đám tang. Dạ. Đó, đúng không cô? Dạ còn. Dạ. Rồi thì còn con cũng đưa tiền cho cô. Dạ. Còn đủ ha. Dạ, ăn hết một tháng nào chưa hết nữa. Bò, gạo tới một tháng chưa hết luôn. Ăn có nhiều, con chút xíu rồi nấu có. Dạ. Nhiều con xíu tối ngày. Dạ. Thôi thì tối rồi con cũng về luôn cô ơi. Thì chúc cô nhiều sức khỏe cô ha. Cảm ơn giúp đỡ gia đình, cảm ơn mấy chú về mạnh thường quân hết tất cả. Dạ. Thôi. Bây giờ thì một Bảnh xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý bà cô chú, quý anh chị và khán giả rất là nhiều. Và cũng không quên cảm ơn cô Thơ ở bên Úc rất là nhiều. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe. Xin các bạn hả? Nó mua đồ rồi lại ngoài nè. Rồi thăm em bé luôn hả gì à em? Dạ. À. Nhà mình gần đây không? Dạ, nhà em ở đây nè, gần ở đây à. À. Cũng là mua đồ ăn lại cho gia đình luôn á hả? Trời, thương quá. Mua núm này làm dạ, cái nó thích ăn núm nè. Mua đồ để ngày mai. Ai thích ăn núm? Con gái nó thích ăn núm. Ngọc có mắt rồi. 7 bữa nè, bằng từng 7 bữa. À, là em Ngọc là thích ăn núm hả? Dạ, bữa nay mua núm. Em có làm ở chảnh chung không mà sao biết dạ, ý vậy? Em tại vì em ở đây á, em chơi chung với nhau từ nhỏ này. Dạ, bạn học ha. Ngọc ở đó chắc hiền lắm ha em? Dạ hiền lắm. Thì bữa nay anh cũng thay mặt Mạnh Thường Quân trao cho gia đình là 7.600.000 rồi hồi nãy á. Dạ. Cô có giữ đủ không cô ha? Đủ rồi. Dạ. Đủ rồi chú. Dạ. Rồi con cũng về ha. Chào hai em nha. Dạ. Trời, hôm nay được hai em xinh đẹp rồi. Hả? Cảm ơn anh ủng hộ bạn quyên góp giùm bạn em chứ. Tại vì cái này là Mạnh Thường Quân gửi về á, anh đem về. Tại vì hôm trước thì anh không có quay. Dạ. Tại Mạnh Thường Quân thấy được clip này á rồi nhờ anh xuống đem tiền xuống thôi, chứ hôm trước là tụi anh không có quay. Đó, bữa nay là trực tiếp em tại vì thấy bác gái với bé đây có ở có một mình thấy em thấy thương á, bởi vì em gần ở đây nè, ngày nào em cũng ghé chơi cho em có ghé rồi mua đồ có ghé rồi. Nói chung là mình hàng xóm với nhau mình giúp được gì đi ha. Dạ. Coi nếu mà bé uống sữa gì đó em mua sữa giùm luôn cũng được. Dạ.
Dạ hôm qua em có mua rồi. À. Trời được con mấy người bạn gì tốt quá. Hồi đó nó ra mẹ ơi con gái về năm mẹ có nhà con về con đi làm với con Ánh. Con Ánh là nhỏ này bà. À Ánh là hai đứa nè, đi làm chung hai đứa đó. Đi có nhà gì hay là. Chúng tôi họ chúng tôi thấy giờ bận quá. Chưa được có cái nhà. Con về con đi làm với con Ánh rồi. Chưa chừng luôn không? Rồi chào em ha, khuya tối anh về nha. Nhớ lên xuống coi bé phụ em. À, anh thì đi nhiều chỗ lắm, không có chỗ này đâu, anh nhiều chỗ lắm.